Rồi mời hai bạn mở mặt nạ ra. Bây giờ em trai sẽ giới thiệu trước về những thông tin của mình nha, mời bạn. Xin chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả và cũng như xin chào bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Xuân Quế, năm 1985, quê quán ở Tây Ninh. Quế đang làm công việc gì? Dạ, trước kia thì em chạy xe chở ship, nhưng mà hiện tại thì mới nghỉ đây. Hiện tại thì đang mua một chiếc xe tải đang đi bán trái cây, thì giao trái cây cho người ta. Là hồi trước là mình làm tài xế để mình chở sếp. Dạ. Rồi bây giờ là nghỉ nhưng vẫn làm nghề tài xế mà giờ lên chạy xe tải. Dạ, tại vì muốn ra kinh doanh riêng cho mình. Trái cây là trái cây mình chở cho người ta hay là mình tự kinh doanh luôn? Đi vô vườn lấy trái cây về bỏ cho người ta kinh doanh. Mình đang làm việc ở đâu? Dạ, ở Bình Dương. Bình Dương là đoạn nào em? Ở Dĩ An, Bình Dương. Dĩ An, Bình Dương là cũng gần thành phố đúng không? Dạ. Rồi mời em gái giới thiệu. Em tên là Bạch Ngọc, em là giáo viên mầm non, sinh sống làm việc ở quận Thủ Đức luôn. Gia đình em thì cũng có 8 chị em gái, với lại còn 8 chị em gái. Em thứ mấy? Em út. Em là út. Rồi mấy chị gái là lập gia đình hết chưa? Mấy chị gái lập gia đình hết rồi, còn một mình em nữa thôi đó phải không? Nên là hiện tại là em sống với mẹ. Rồi em năm nay nhiêu tuổi cưng? Em 83. 83. Nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1. Dạ. Chịu câu này không? Dạ chịu. Bây giờ em giới thiệu xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là quan tâm đến người khác và chăm sóc gia đình. Rồi luôn chủ động trong cái công việc. Còn cái điểm yếu của em là có đôi lúc có cái lời nói của em đối với lại những người thân quen thì hơi thẳng thắn, nhưng mà tuy nhiên với nó vẫn nhẹ nhàng, nhưng mà không có xúc phạm tới người khác, chỉ là thẳng thắn để cho hiểu nhau hơn thôi. Dạ. Còn gì đặc biệt nữa không? Có tật xấu gì không? Tật xấu thì nó cũng lâu lâu hơi hay quên. Hay quên. Dạ. Thôi những cái đó là cũng những cái trời ơi giờ ai cũng vậy, nhiều khi công việc nhiều quá nên mình cũng quên tạm thời thôi. Chứ cái gì cần nhớ là nhớ đúng dai đúng không? Phụ nữ hay vậy tôi biết mà. Rồi vậy còn bạn vui lên, trời ơi hẹn hò các bạn gái sao mặt buồn so vậy? Tại gung. Gung gì mà gung. Rồi sao điểm mạnh điểm yếu của mình? Dạ điểm mạnh của em là biết quan tâm gia đình, chăm sóc cho gia đình vợ con. Một cái đam mê của em là đam mê ca hát với là âm nhạc. Làm một đoạn liền đi cho bớt gung rồi nói tiếp, mời em. Bằng lòng đi em, anh về quê mang lễ cao trầu, mẹ cha lên hôi rước dâu bằng xuồng ba lá, áo cưới hình đôi bồ cầu, khăn vàng vàng. Quên lại 3 câu rưỡi á. Quên lại 4 câu mà mới có 3 câu rưỡi à. Có kế hoạch đám cưới chưa? Dạ có. Bao lâu nữa? Bạn bên kia cho cơ hội để làm quen thì hai người tìm hiểu, trong quá trình tìm hiểu nếu cảm thấy hợp với nhau thì sẽ tiến tới. Rồi, thế bên đây em sao? Tình trường bao nhiêu mối tình rồi? Em cũng có quen, nói chung là hồi lâu rồi có quen một anh đó, nhưng mà sau đó thì vì cái tính tình cũng không hợp nhau á nên là chia tay. Chia tay rồi sau cũng có người thích em nhưng mà em cảm giác là không có đến được nên là không có tìm hiểu, từ đó tới giờ là vẫn chưa quen ai. Là rốt cuộc là có một anh. Một anh là em cảm thấy là sâu sắc trong đó. Quen được bao lâu? Cũng mấy tháng thôi. Có mấy tháng thôi, làm sao sâu và sắc. Không phải, nhưng mà tại vì cũng hai bên gia đình biết nhau nên là cũng dự định là tiến tới hôn nhân. Đó nên mà vì tại sao chia tay? Chắc cũng có một số hiểu lầm nhau mà anh đó ảnh kiểu như là không tiện để nói ra. Ví dụ cụ thể cái hiểu lầm gì? Về những cái công việc của ảnh, thời gian không dành nhiều cho mình. Rồi ví dụ như những cái ngày lễ thì những cái người hay quen nhau thì sẽ đi cùng nhau, là có những cái lời nói gì đó. Nhưng mà trong đây thì em cảm giác như là không có những cái đó. Rồi em hỏi ảnh? Em hỏi ảnh. Rồi ảnh im lặng? Thì ảnh im lặng. Từ đó tới nay bao lâu rồi? Thì cũng mấy năm rồi chị. Trời ơi, một cô gái dễ thương như vậy mà bao nhiêu năm trời, chỉ có một mối tình có mấy tháng thôi mà còn chưa được trọn vẹn nữa. Còn em thì sao? Dạ em có 2 mối tình này chị. 2 mối tình, kể nghe coi. Mối tình đầu tiên là người vợ em. Ồ, có vợ rồi hả? Dạ em có vợ rồi. Có con chưa? Dạ có rồi chị. Mấy tuổi? Đứa lớn, nhỏ gái lớn là 15 tuổi, còn đứa trai nhỏ 13 tuổi chị. 2 đứa con 15 với 13. Trời ơi, tuổi trẻ tài cao dữ chú. Đó, mới 19 tuổi lập gia đình. Trời đất ơi, rồi chia tay vợ bao lâu rồi? Hơn 10 năm rồi chị. Ở nhau được bao lâu? Đợi chắc tại vì để con của năm 1 á, nhưng mà ở nhau chừng khoảng 2 năm 3 năm gì đó là ly dị rồi. Con đứa để đứa nhỏ ra mới có được chưa được tuổi là ly dị. Trời đất ơi, 2 đứa con em nuôi luôn? Dạ 2 đứa con em nuôi từ đó tới giờ luôn. Ồ, rồi hiện giờ là 2 đứa nhỏ ở với ai? Em cũng có cái mẹ cho em mới đắt trên nhà, có các cái nhà nhỏ kế bên này. Là trên Tây Ninh á? Dạ Tây Ninh á. là hai đứa cháu ở gần bà nội. Dạ, sát bà nội. À, còn em là giờ em đi làm lại em ở với Bình Dương luôn. Dạ. Rồi bao lâu về thăm con một lần? Có khi tháng, có khi nửa tháng thì lo em đi làm, nếu đi ngang em đi về em thăm, còn không có việc gì đó mới về. Coi như là hai đứa nhỏ là ở nhà riêng nhưng mà có bà nội chạy qua chạy lại với bà nội. Dạ đúng rồi chị. À, tụi nó lo được cơm nước đồ này kia hết mọi thứ được rồi phải không? Có được, đứa lớn nó lớn tự lo hết rồi. Đứa lớn là gái đúng không? Dạ. Chị gái lo được cho em trai ha, thôi cũng ổn rồi. Hai đứa nhỏ nó có ý kiến gì về việc em tiến thêm bước nữa không? Dạ không chị, đứa nhỏ hồi năm rồi còn đi học mà năm nay mới nghỉ hồi năm rồi luôn chứ. Ủa sao chị nghỉ học sớm vậy? Em cho đi học rồi không chịu đi học nữa, kêu giờ nghỉ ra làm, kêu kiểu nghe bà nội với lại sớm nói kêu để đi ra làm tự lập tự lo cho cuộc sống, rồi cho ba tự kiếm cuộc sống riêng của mình, chứ cái lo từ nhỏ lớn lên giờ. Trời. Ý kiến nó vậy cho nên nó không chịu đi học, nó lo cho con không đi học được. Con muốn vậy đó, nó muốn tự đi làm kiếm tiền chứ nó không cần ba nuôi nữa. Dạ. À, còn em còn đi học? Dạ em còn đi học. Ôi ráng lo cho thằng nhỏ đi học hành nha, con gái thì tới đó cũng được nhưng mà thằng trai ráng cho nó học hành ít nhất tôi tốt nghiệp 12 rồi đàng hoàng nha. Dạ. Đừng để con nghỉ học nữa nghe. Dạ. Rồi mối tình thứ hai? Dạ mối tình thứ hai quen chia tay đây cách đây cũng 2 năm rồi. Quen được bao lâu? Quen cũng khoảng 8 tháng 9 tháng gì đó, cũng như làm ở Bình Dương luôn. Người đó thì quê ở Hà Tĩnh. Nhưng mà đi vào Bình Dương làm công nhân. Rồi trong thời gian quen tìm hiểu ở đây thì hai đứa quen nhau, về tới về quê ngoài Hà Tĩnh ngoài thì gia đình không chấp nhận, gia đình kêu nếu như mà chấp nhận hai đứa đến nhau thì vẫn chấp nhận, nhưng mà với một điều kiện là con em cứ giao cho nội hay là giao cho ai cũng được, còn nếu mà em nuôi là người ta không đồng ý, cho nên là có nghĩa là người ta đồng ý gả con gái cho em với điều kiện là em phải giao con cho bà nội nuôi. Dạ. Còn em mà nuôi con thì là người ta không gả. Dạ đúng rồi. Ủa gì kỳ vậy? Tại bên kia cũng có đứa con trai cũng lớn rồi, với lại bên nhà người ta không đồng ý nữa, người ta nói à là bên đó cũng gãy đổ luôn, cũng có đứa con trai riêng nữa. Dạ. Nghe hoàn cảnh của ảnh trước tiên em thấy sao, cái đã cảm nhận như thế nào? Thấy hoàn cảnh của cái anh bên đó thì cũng hơi buồn. Dạ, buồn nhất là buồn cho hai đứa nhỏ. Thì bản thân em á là dạy về mầm non nên là tất cả cái gì á là về tốt nhất là em đều dành cho trẻ hết. Nếu như mà không cái sự việc mà giữa hai người lớn mà không quá đến mức độ mà để ly dị á, thì cũng không nên lắm. Tại vì bây giờ nó thiếu hết tình cảm á, mà giờ ở xa cha xa mẹ nữa thì không biết cái tình cảm rồi bé nó như thế nào á, thành ra là cũng buồn cho bên đó. Thì thật ra cũng may mà ảnh cũng có cái điều kiện ổn định, cũng có được cái nhà cho tụi nhỏ yên ổn để ở. Thật ra cũng có bà nội kế bên thì cũng không đến nỗi nào, cũng chạy ra chạy vào. Chứ thật ra đàn ông dù có sâu sát cỡ nào gà trống nuôi con mà cũng không thể bằng cái sự chăm sóc của người mẹ được. Rồi cảm ơn hai bạn đã chia sẻ về cái việc tình cảm ha. Thế bây giờ mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em cũng muốn tìm người bạn trai thì cũng độc lập, bao dung, với lại biết chăm sóc gia đình. Về ngoại hình có yêu cầu gì? Ngoại hình thì chắc cao trên 1m65 là được. Dạ. Rồi vậy còn em? Dạ em cần tìm một người phụ nữ hiểu về hoàn cảnh của em, biết thông cảm, chia sẻ, lo lắng cho gia đình là được rồi chị. Chứ còn cái bề ngoài hay là mọi cái thứ em không quan tâm đến chị. Mà có hình không em? Cho coi hình coi nè. Trời ơi đứng sắp lớp vậy đó hả? 24. Ủa sao mới có 7 vậy? Đó đám cưới chị Chính em. À cho nên cô dâu không có mặt ở đây. Đó, một vàng đó, 8 cô tiên nữ, ủa quên 7 cô tiên nữ. Đây, 3 chàng trai chọn một chàng. Tìm đi, coi cô gái ấy là ai, cầm lên, cầm hình lên coi đi em. Con gái Út nha, đó Út đó, với 6 bà chị, ảnh là ai? Em nghĩ nè. Tại sao chọn anh đó? Tại em thích người hút thuốc. Không thích người hút thuốc, vậy sao không chọn anh giữa? Không, anh giữa em nghĩ là ông sếp của ảnh. Ông sếp của anh hả? Ủa cái này đi uống cà phê với bạn bè đó. Rồi vậy là chỉ anh áo xanh ngồi bên tay trái, bên đây chọn ai? Cái này không được. Cô áo trắng phải không? Rồi để xem, nhìn về cửa trái tim thì tôi sẽ mở cửa trái tim này ra cho hai bạn xem cảm nhận của mình hôm nay đúng không. 1 2 3 mở cửa trái tim, chọn anh sếp đi là đúng rồi. Trời ơi em có muốn quà ở cạnh trên cổ tưởng đâu cái anh áo trắng chính giữa là sếp của em. Em cũng có món quà tại Trăng. Rồi dễ thương ha. Xem quà là gì vậy cưng? Coi coi mở quà đó là gì? Này là... Ý nghĩa của nó là gì? Em muốn tặng cho cái anh này là một cây viết, là khi nào mà sử dụng cây viết thì nhớ đến em. Và trong đó là có kèm thêm 2 cái lục viết nữa. Ví dụ như là lúc mà hết cái thì mình có thể thay vô để mà chị hao. Rồi. Còn cuốn sách này là nói là đời mình còn dài nên là không có gì phải hoang mang, thành ra là có những cái câu chuyện nhỏ trong đó. Sao nó trùng hợp với hoàn cảnh của anh này vậy ta? Đời còn dài lắm, cứ từ từ bình tĩnh sống nha cưng nha. Dạ. Rồi bây giờ hai bạn sẽ có thời gian riêng tư để trò chuyện với nhau. Chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Vị Ngon. Xin mời hai bạn thưởng thức món đu đủ gỏi Thái nha. Nhìn rất là hấp dẫn, trang trí bắt mắt. Nhớ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau tự nhiên nha. Yeah. Ít phút nữa thôi chị Tường sẽ quay lại. Mời hai bạn ngon miệng. Anh mời em. Ừ, mời anh. Em ở Thủ Đức, ở ngay chợ luôn hay sao chợ em? Dạ, ngay chợ Thủ Đức luôn. Chợ. À, sao luôn Bưu Điện á. Dạ. À. Bưu Điện Thủ Đức. Anh chợ đó anh cũng biết, tại mới đi ngang hồi nãy đi ra đây cũng biết đường đó, nhưng đường đó hoài. Anh biết. Em đi dạy chắc là chủ nhật em được nghỉ đúng không? Em dạy bên trường của nhà nước nên là thứ bảy chủ nhật được nghỉ. Dạ. Nếu như mà tiến tới để mà có một cái kế hoạch gì đó thật sự á, cho cái tương lai á, thì anh sẽ nghĩ như thế nào? Ví dụ như bây giờ đã có hai bé rồi thì bây giờ tiến tới thì gia đình nào cũng phải cần có em bé, thành ra là anh sẽ nghĩ chuyện đó như thế nào? Vì cái lúc mà anh đi về xong, hồi còn sống với vợ á thì ở chung với mẹ, nhưng mà khi đi về xong anh hai đứa nhỏ anh cũng cố gắng anh làm cái nhà riêng để cho hai đứa con ở. Là cái dự tính của anh sau này nếu có lập gia đình á thì một là anh sẽ ở Bình Dương, thì anh làm Bình Dương, đang quen công việc Bình Dương rồi. Còn hai là có thể là tùy vào cái hoàn cảnh ở lúc sau khi lập gia đình. Còn con cái thì anh cũng như coi là có chỗ để cho nó ấy ở rồi. Cái công việc của anh á thì có đi cái xe tải đường dài hay không? À không em, tại anh đi lấy hàng vòng ở Đồng Nai với ở miền Tây, mình về giao lại cho mấy cái mối bạn hàng ở chợ Giang rồi với vòng để thiêu rồi thôi à, vòng ở gần nhà không. Vậy sao công việc thì anh thích làm cái gì? Anh đi làm về anh chỉ có một là anh thiêu, anh gắn tranh đá lên, gắn tranh đá theo tường á, còn không thì chỉ nghe nhạc với hát nhạc thôi. Với lại nếu mà thời gian rảnh, nhưng mà thời gian của anh thì ít rảnh lắm, tại vì lý do là lúc trước đi chợ ship cũng sáng đi sớm tới chiều mới về, 8 giờ mới về. Hiện tại bây giờ đang đi giao hàng thì cũng khoảng 5 giờ sáng anh đi rồi đi về tới nhà thì cũng tầm khoảng 9 giờ mấy, gần 10 giờ. Vậy ví dụ như có một cuộc sống mới nữa thì anh sẽ chăm sóc cái gia đình anh như thế nào? Thì mình sẽ sắp xếp công việc, nếu như mình có quen một cuộc sống mới á. Tại vì cái thời gian buổi trưa của anh đi giao hàng á là sáng anh đi 5 giờ, nhưng mà nếu cái thời gian mà trưa anh đi một mình á, cho nên là nếu anh còn giao hàng còn dư lại á, anh mới là đi bán lẻ ra luôn. Còn nếu như mà có gia đình thì sắp xếp cái công việc cái trưa, tại vì bữa trưa mình vẫn ở nhà, chứ là chiều mình về thì về sớm, giao hàng để về sớm. Cái cuộc sống của anh nãy anh chia sẻ cũng vậy rồi, thì nếu được em thông cảm, em hiểu được thì em cho anh một cái cơ hội để bước thêm một bước nữa. Cái thời gian ở đây mình nói chuyện nó cũng không có được nhiều, nó không hiểu được hết, nhưng mà được thì em cho cơ hội để hai đứa mình tìm hiểu nhau. Với lại về khi mà anh đi làm với những cái về mà những cái công tác xã hội á, thì anh có thích tham gia không? Nói thật lòng thì anh thích, nhưng mà lại thời gian nó không có để đi. Như đi hát hồi đầu thì mình thích hát hết đời vậy thôi, chứ còn đi ngày rằm hay ngày 30 đồ á chỉ có đi lên chùa thôi, chứ cũng không có đi sắp xếp thời gian để rảnh đi lên chùa thôi, chứ không có đi mấy cái hoạt động đó, tại vì lý do không có cái thời gian để mình đi được nhiều á. Nhà em á thì cũng còn mẹ cũng lớn tuổi, em sống với mẹ đến nay là cũng 20 mấy năm rồi, là cũng hai mẹ con trò chuyện với nhau là thường xuyên. Thì em muốn là có cái thời gian để chăm sóc mẹ nhiều hơn, thành ra là khi mà quen nhau thì em cũng muốn cái người bạn của em á là cũng cùng á chăm sóc với mẹ thì mẹ hai bên, tại vì Bình Dương với lại Thủ Đức thì cũng gần thì mình cũng có thể thường xuyên qua lại vậy đó. Còn thí dụ tới khi mà anh rảnh rỗi thì có thể về Tây Ninh. Cái đó thì em yên tâm đi, tại vì do anh hồi lúc trước anh lập gia đình cũng vậy, anh có anh về bên vợ nói chung là ai cũng quý cũng mến hết á. Tại vì cho nên cái thời gian mà để mình sắp xếp mà để thăm mẹ á, nếu mà rảnh thì hai đứa có thể đi, rảnh thì có thể đi được mà, tại vì từ Bình Dương qua bến đến Thủ Đức nó có mấy cây số à, đâu có xa đâu. Ừ. Rồi ra ngoài rồi mà sao nhà tới 8 chị mà bữa nay đi có 2 chị vậy, thiệt tình luôn. Mời phụ huynh của hai gia đình đại diện vào đây ạ. Đây là bên đây phải không? Hỏi nhà gái phải không? Này chị thứ mấy? Chị thứ 8. Chị thứ 8. Rồi mời chị. Bên đây chị của bạn trai phải không? Dạ. Hai chị đứng hai bên nè. Chị 8 giới thiệu trước nè, chị 8 tên gì chị 8? Chị 8 tên là Bạch Ngọc Thùy Vi. Nè, chị 8 năm nay nhiêu tuổi? Chị 8 42 tuổi. Chắc cưng em gái dữ lắm, còn đứa nhỏ chưa có gả ha. Ở nhà má hay là mấy chị kia có nay có dặn dò gì bữa nay không? dặn là Út đi, Út dù gì Út cũng cho mình cơ hội. Cho mình cơ hội. Nhưng mà giờ với cái sự hiện diện của bạn trai bên đây thì Tám có nhận xét gì? Thấy bạn này nói chuyện nghe cũng thật, thấy hoàn cảnh bên đó là cũng là thấy thương hai đứa nhỏ. Nhưng mà gia đình mình có ngại không? Vấn đề ngại thì mình không ngại, quan trọng là hai bạn sống với nhau hạnh phúc là ok. Dạ. Thế còn chị giới thiệu chị tên gì đi ạ? Dạ em tên Lan. Lan, chị Lan năm nay nhiêu tuổi? Em 38 tuổi. Là chị sao của chị họ của Quế. Chị họ của Quế. Dạ. Rồi chị là đang sống ở Tây Ninh hay là ở Bình Dương? Em đang ở Bình Dương. Dạ, nhận xét về Quế thì chị thấy là Quế có những những khuyết điểm hay là những cái tật xấu gì không? Dạ em thấy em của em thì thấy cũng ổn, tại vì biết lo làm ăn. Còn cái hoàn cảnh của em nó hoàn cảnh của em nó thì em thấy cũng thương. Bây giờ em cũng hy vọng là như là nếu mà em này thương như kiểu cho hai bên tìm hiểu với nhau, cho một cơ hội với nhau, ăn tầm quen. Dạ, chị nhận thấy bạn gái này như thế nào? Thấy dễ thương, hiền. Thì em cũng hy vọng là cho em gái này, cho em của em là một cơ hội để tìm hiểu với nhau. Cho em một cơ hội ha. Dạ. Nhưng mà thật sự mọi sự cố gắng là cũng phải từ bạn trai. Đúng. Rồi còn chị, nói một câu với em gái mình luôn để trước khi mà hai bọn trẻ quyết định. Hạnh phúc là do bạn thôi. Dạ. Thì bạn cho bạn đó cơ hội. Tìm hiểu với nhau, tự hai người tìm hiểu với nhau, đến với nhau. Em đứng lên nè, nói một câu. Em trai thì cũng hiền chứ. Thuyết phục chị vợ tương lai coi, biết đâu được. Rồi về một chị này là nói ra tới 8 chị kia lẫn đó. Em nói một câu thể hiện bản lĩnh mình coi nè. Hoàn cảnh của em nó cũng vậy rồi, vậy em mong bạn gái với lại chị, gia đình của mình cho em một cơ hội để bước thêm một bước nữa. Em hứa em sẽ làm một người tốt, hoàn hảo nhất có thể. Sẽ không để cho giờ em mất hy vọng. Thì giờ mình biết nói gì hơn, mình cứ ghi nhận thôi ha chị. Ghi nhận là bạn nói vậy thì mình nghe vậy thôi. Dạ. Quan trọng là bạn này. Dạ. Bạn này với bạn này, hai bạn cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn hai chị với những cái lời chia sẻ rất chân thành nha. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bước phát triển kế tiếp như thế nào. Đừng run nghe Út. Run gì Út ơi, tình yêu mà run gì Út ơi. Gia đình ủng hộ Út không? Bây giờ mình sẽ chơi một ít trò chơi nữa nha, của chương trình dành cho hai bạn. Mời hai bạn mỗi người bóc một lá bài. Mình đọc lớn lên yêu cầu của trong này đưa ra cho mình nha. Mời em. Rồi bạn gái đọc trước đi em. Bạn gái hãy vừa hát vừa múa minh họa một ca khúc dễ thương với bạn nam thật bật cười. Bình thường thì em hát cũng được, nhưng mà do mấy bữa nay á là mình thời tiết là mình giận vậy. Trời ơi, hát cho vui cho người ta bật cười thôi, có phải hát biểu diễn trên sân khấu đâu. Mời em. Tay kịp lại bạn gái. Dịch corona hay tránh xa người ra, dịch này mà lây lan nhanh sẽ gieo không qua địa cầu. Cười chưa? Có chị. Trời ơi, có cười rồi, tôi chưa thấy luôn á. Vui lên. Rồi đọc cái cầu cho nó cho chị coi. Bạn nam hãy cộng bạn nữ đi một vòng, vừa đi vừa hát một ca khúc dễ thương. Váy hả? Thôi giờ bạn trai đứng lên qua bên đây, xin mượn cái tay bạn gái, đứng nắm tay bạn gái rồi hát một bài tặng bạn gái, được không? Mình quên bài gì luôn. Trời ơi, quên bài gì? Ông mới qua tới đó ông quên bài gì luôn rồi. Bây giờ xin nắm tay bạn gái trước đi. Xin phép gia đình với xin phép em trên. Rồi có động lực, nắm phải bắt tay, nắm tay hai tay đi rồi cho nó chắc, đỡ rung. Rồi nhớ bài hát đi. Bằng lòng đi em, anh về quê mang lễ cao trầu, mẹ cha lên hôi rước dâu bằng xuông ba lá, áo cưới hình đôi bồ câu khăn hoàng rằng đừng nói bác đâu. Bằng lòng đi em, dâu làng anh không thiếu ba tiền. Trời ơi, đợt quá, đợt này được 5 câu, 5 câu rồi, có nắm tay có thêm động lực. Rồi về chỗ đi hai bạn. Rồi bây giờ trước khi mà chúng ta kết thúc cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì chị muốn hai bạn nhìn nhau một xíu qua trái tim này, lắng động lại ha, kiểm tra xem từ nãy giờ mình trao đổi với nhau những gì, kiểm tra lại cảm xúc của mình. Mỗi người chỉ muốn là nói với đối phương một câu nữa thôi, nói cái gì cũng được tận lòng mình. Cảm xúc hiện tại, thích hay không thích, rung động hay không rung động, cảm nghĩ gì về đối phương hoặc là bản thân mình, cảm nhận gì về cái cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Mỗi người một câu chân thành rồi chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Rồi mời hai bạn. Trước tiên em cũng xin cảm ơn chương trình và cảm ơn chị Cát Tường đã tạo điều kiện cho hai đứa em gặp trong buổi trưa ngày hôm nay. Hy vọng rằng cái cuộc trò chuyện hồi nãy giờ tuy rằng nó ngắn ngủi nhưng mà mong em hiểu là cho anh một cơ hội để có thêm một cái gia đình nhỏ của mình. Anh hứa sẽ không để cho em phải thất vọng về một cái gia đình nhỏ của mình. Mời em gái, em muốn nói gì không? Em cũng cảm ơn chương trình, vậy cảm ơn chị Cát Tường đã kết nối cho những cái tâm hồn FA. Ra là qua cái tiếp xúc với anh này thì Em nghĩ là anh này có cái sự chân thật ở trong đó. Thì em cũng cảm động về cái sự chân thành đó. Rồi, bao nhiêu đó là được rồi. Chúng ta hãy tự suy nghĩ, tự cảm nhận. Và bây giờ các bạn hãy đến với cái giây phút này. Đây là cái giây phút mình sống thật nhất với trái tim của mình. Chúng ta bấm nút khi thật sự có sự rung động. Bấm nút khi cảm thấy đối phương thật sự là một nửa mà mình đang tìm kiếm. Bấm nút khi nghĩ rằng đối phương có thể mang đến cho chúng ta một cái quãng thời gian bên nhau tìm hiểu thật ngọt ngào. Chúng ta không bấm nút vì lịch sự, không bấm nút vì tội nghiệp, không bấm nút vì hoàn cảnh, mà phải bấm nút vì thật sự sự rung động của ta. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của Dị Tường, nếu đồng ý thì bấm nút thật mạnh, không đồng ý có quyền rút tay ra. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, mời hai bạn về bên đây ạ. Nắm tay nhau đi hai bạn. Cảm ơn vì đã đến với chương trình. Cảm ơn đã có những phút rất là trải lòng, rất là chân thành. Thưa quý vị, không biết mọi người theo dõi trên sóng truyền hình thì mọi người thấy như thế nào. Nhưng Cát Tường đứng tại đây thì cảm nhận được sự chân thành của cặp đôi này. Đặc biệt Tường rất trân trọng cái tình cảm của cô gái. Mặc dù là chưa một lần kết hôn nhưng mà cô ấy có những cái cảm xúc rất là sâu sắc. Cũng có lẽ là do tiếp xúc nhiều với trẻ con từ nhỏ nên cô có một cái tấm lòng rất là rộng lượng, rất là bao dung, rất là tình cảm, và chị rất là trân trọng. Cảm ơn hai bạn và chúc cho hai bạn sẽ có những ngày vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Bạn muốn hẹn hò thôi là để coi là cách chị nói chuyện như thế nào á. Bây giờ chị giới thiệu giúp em về họ, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình nha. Rồi. Quê quán chị ở Đắk Lắk. Năm nay chị 46 tuổi. Công việc của chị là làm công ty may mặc. Chị tên là gì? Chị tên là Lê Thị Thơ. Chị đang ở Đắk Lắk luôn đúng không? Không, hiện tại chị ở Bình Dương rồi. Chị làm Bình Dương nhưng quê chị ở Đắk Lắk. Lê Thị Thơ, 46 tuổi, làm ở đây, hiện đang sống là chị đang sống ở Bình Dương với ai ạ? Đúng rồi, sống một mình. Rồi, chị cho em hỏi cái là cái mức thu nhập hiện tại của mình bây giờ là bao nhiêu á? Cái lương của chị làm hàng tháng á, trong lúc chưa thất nghiệp ấy thì độ khoảng trung bình thôi ạ. Dạ. Trung bình là khoảng bao nhiêu ạ? Tại vì để em biết em ghép người phù hợp đó chị. Dạ. Từ 5 tới 10 triệu em. 5. Rồi, bây giờ chị giới thiệu giúp em về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm yếu của chị thì chị nghĩ chị sống nội tâm á. Cho nên điểm yếu của chị hay nhấn mạnh về đêm. Về đêm chị nghĩ tới gia đình, hoặc nghĩ tới con cái, chị thường rơi lệ. Còn cái điểm mạnh của chị thì từ hồi chị đã sống độc thân rồi thì chị mạnh mẽ lên để chị sống, chứ chị không có một cái gì ngoài xã hội mà chị cảm thấy là mình phụ nữ mà mình phải sợ hãi hoặc là mình không làm được hết ấy. Nói chung là về xã hội, về mọi mặt, về công việc làm, về tiếp xúc xã hội là chị đều mạnh mẽ. Còn chị sống về nội tâm nên chị có điểm yếu chị về đêm thôi. Về đêm buồn, chị nhớ nhà, nhớ con như vậy thôi ạ. Rồi, nhưng mà ngoài cái những cái sống vậy đi thì mình còn cái điểm mạnh gì khác nữa không chị? Chị nói sâu hơn về cái tính cách của mình với. Những cái điểm mạnh mà khi ví dụ như chị gặp bạn trai ấy thì để cho họ cảm ấn tượng với chị nhiều hơn. Thì cái điểm mạnh của chị thì trong công việc đó, chị đã làm công việc thì nó ra công việc, không phải mình đang trong công việc mà mình nhảy ra cái chuyện riêng tư, chị cũng không phải. Còn về cái điểm của chị nữa thì nấu nướng, sinh hoạt trong gia đình đều một mình chị lo được tất cả, kể cả nhiều lúc như cái ví dụ như điện nó cúp điện, hoặc là cái quạt nó hư, hoặc là cái tivi nó bị nhiễu sóng hoặc gì vân vân đó, chị đều một mình chị đều làm được hết. Nói chung chị phụ nữ nhưng mà trái ngược lại những cái công việc gì của nam dưới chị đều làm được. Thí dụ như những việc như là điện đài hư hoặc gì đó, hoặc là có một vấn đề gì điện chập điện gì đó là chị đều tự chị làm, chị quấn lại, chị làm, chị câu lại điện, tự chị xài. Đó, cho nên những cái điểm mạnh của chị cảm thấy nó cái gì chị cũng đều trải qua hết, cho nên chị không biết nhấn cái gì là cái điểm mạnh hết á. Rồi ok, mình cứ qua đi. Ví dụ bây giờ mình có thể ca hát được không chị? Dạ, sao em? Mình có thể ca hát được không? Ca hát hả? Ừ. À, một điểm nữa, nói chung cái thời gian chị thư giãn là chị đi với bạn bè đồng nghiệp thư giãn. Nhiều lúc mình cũng không phải là cái chuyên nghiệp về ca hát, nhảy múa, nhưng mà có một chút gì đó. Nếu anh chị hoặc bạn rủ mình đi ca hát hoặc đi chơi, mình cũng có một chút xíu. Ừ, chị hát thử em nghe một đoạn nha. Giờ hát thử đúng không? Dạ. Hát bài gì ta? Rồi, chị sẽ hát bài Thành phố buồn nha. Dạ. Rồi. Thành phố buồn nhớ không anh, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quên gốc thông già, chiều đàn tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em, mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy đẹp hơn. Rồi ok. Rồi bây giờ đúng mà. Dạ không sao. Bây giờ lên chương trình là chị có thể hát được ha. Rồi bây giờ chị nói cho em về cái tình trường của mình đi. Dạ, chị đã có bao nhiêu mối tình rồi? Chị có đã có câu chuyện hôn nhân bao nhiêu năm? Chị có cuộc hôn nhân đã 10 năm. 10 năm là với lý do là tan vỡ, đổ vỡ là dạ sao? Không sao đâu chị. Dạ, anh ta là ngoại tình đó, ngoại tình chị. Dạ. Mình càng ngày nó càng xấu đi em. Không thể nào cứu vớt được, cho nên chị quyết định chị ly hôn. Bây giờ chị bình tĩnh lại cảm xúc của mình, rồi chị kể cho em nghe câu chuyện nữa nha. Chị bình tĩnh lại cảm xúc nha. Rồi ok, không sao. Rồi bây giờ chị cho em biết là chị kết hôn 10 năm nè, là chị đã ly dị được bao nhiêu lâu rồi? 15 năm nè. Ừ, mình có mấy bé rồi chị? Chị 3 bé, nhưng là chị nuôi hết tất cả. Nuôi hết 3 đứa luôn. Lớn hết rồi. Dạ. Nhưng mà trong thời điểm đó là anh có chu cấp không chị? Không. Chị dắt 3 đứa bé về ngoại. Dạ. Không có gì hết. Rồi, bây giờ chị kể cho em nghe về câu chuyện sâu hơn là chị gặp anh ấy như thế nào, hai người quen nhau ra sao, rồi lý do chị phát hiện anh ấy ngoại tình đó. Hồi đó gia đình chị ở quê, sống gần một cái tranh trại quân đội đấy. Dạ. Gia đình chị là tới 3 tháng quân trường là mẹ chị thường hay bán căng tin cho người lính mới đấy. Kiểu mình hợp đồng bán căng tin trong quân đội 3 tháng quân trường đó. Yeah. Trong lúc đó là chị học hết cấp 3 rồi, cái chị cũng phụ mẹ chị bán. Thế vô tình anh ta cũng là một người bộ đội mới mà, tân binh mới đấy. Mình cảm thấy tội nghiệp rồi, cuộc sống thiếu thốn rồi, chị là thương người mà. Rồi cái gì chị cũng phụ chị cho chị cho anh ta uống nước hoặc là ăn uống những gì thiếu thốn, mình có mà, mình ở trong đó mình có. Còn người ta, người lính tân binh thì người ta lúc nào cũng thiếu thốn. Trong lúc đó chị là tuổi mới thanh niên mới lớn này, chị cũng không phải là thua bạn thua bè gì hết, và giống như những cái duyên nợ của mình thì sao ấy, tại vì gia đình chị cũng không chấp nhận, mà chị thích thì chị cứ lấy, vậy là chị thích thì chị ưng à. Cái sau chị ưng một người lính đó, một người lính, cái 2 năm xuất ngũ là chị cưới. Chị cưới cũng tự chị với anh ấy làm đám cưới thôi, chứ gia đình chị cũng không vô chấp nhận. Cái xong cái một thời gian chị về làm dâu của miền Trung, mà em miền đất Bình Định thì em cũng biết rồi, rất là gia trưởng, rất là gia giáo luôn. Cho nên đi thì mình thưa, đứng thì mình bỏng, có cho ăn thì mình mới được ăn, không cho ăn thì mình đứng im. Mà trong lúc đó tuổi mình thì 18 đôi mươi, mình sống với mẹ với gia đình mình quen rồi, thôi chị còn chấp nhận, thôi kệ nó, lấy chồng theo chồng, đó là mình lựa chọn. Khi sống được một thời gian gia đình chị thấy chị cực quá, khi mới chấp nhận, mới kêu về, thôi về về quê là Đắk Lắk chị đó, Buôn Ma Thuột ấy. Rồi bên mẹ chị cũng cho đất đai rồi làm nhà làm cửa để tự kinh doanh trang trí nội thất, tại vì là anh chị làm bên kiểm lâm nữa, trang trí nội thất, cái mình mở trại xưởng gỗ mộc nữa, nói chung anh ta cũng có cái nghề đó. Bên gia đình chị tạo điều kiện cho anh ta làm, cũng vì thương chị với thương cháu á. Cái một thời gian cái làm ăn có tiền rồi, nói chung là có một đồng dư chút xíu rồi, thì anh ta tự nhiên xảy ra, nói chung là có tiền thì lại là tính tình thay đổi nè. Rồi chị thì cứ lao đầu vô công việc, rồi gia đình, rồi con cái, rồi rẫy nương, rồi chăn nuôi. Chị tại vì chị ham làm, chị làm cái cuộc sống của mình nó đỡ hơn, tại vì mình làm dâu cực quá, mình thấy khổ quá. Tôi về quê mình thoải mái luôn, mình cứ lo làm kiếm tiền để nuôi con cái gia đình, xây dựng gia đình mình cho nó vững hơn. Thì càng gia đình càng vững chừng nào thì anh ta càng bê tha chừng đó. Biết bao nhiêu lần chị đã tha thứ, anh ta đi gái gú, thậm chí anh ta còn dắt gái về ngay nhà chị luôn. Trong lúc đó nhà chị là bán quán đó em, chị vừa làm trang trí nội thất, chị một tay chị kéo gỗ, bào gỗ, đục, dọn, cắt kính, ráp kính, tất cả chị đều biết hết, kể cả thợ chị còn mướn luôn. Cái chị vừa mở một cái tạp hóa nhỏ một bên, nói chung là mình cái gì mình tạo được là mình cứ tạo ra để mình làm, mình kiếm tiền thêm nuôi con. Cái càng ngày anh ta càng sa đọa luôn em, bài bạc, gái gú, nhậu nhẹt, bê tha luôn, tất cả trong gia đình đều một mình chị vai chị gánh vác hết. Chị còn nín thinh, chị cũng không dám nói, gia đình chị biết sợ rồi. Mình chọn mà, mình chọn mình chịu, mình chấp nhận là mình chịu khổ. Thế xong chị thời gian bạn chị mới nói, ủa sao mà bà cứ đâm đầu vô bà làm ăn vậy, sao bà không biết ổng ngoài đường như thế nào, tôi bắt được ổng mấy lần đi gái không á. Chị không tin luôn, chị nói trời ơi, công việc là không hết luôn, sumu luôn, ổng thì đi nhận thầu chỗ này, đi nhận thầu chỗ kia, còn tôi ở nhà tôi lo bao nhiêu lo việc con cái gia đình, vừa thợ thầy vừa làm nữa, trời ơi đâu một gái gú, bà nghĩ làm sao vậy. Cái chị không có tin. Cái sau cái bạn chị tức quá mà thôi mày đi theo tao, tôi dắt mày đi đúng luôn, bắt được đúng thì xỉu luôn. Chị nói sao mà như vậy chứ, sao mẹ con mình sống có một cái gì lỗi đâu mà sao anh ta lại là như vậy. Thì mấy lần chị đều bắt được như vậy hết, mấy lần luôn. Kể cả đêm hôm bạn chị dắt chị đi, sợ chị đi một mình mà mấy người bạn nữ tội thấy chị làm cực khổ mà sao ông cứ lang bang ngoài đường, ông nhậu nhẹt, ông cứ dắt gái đi nhận đấy. Cái bạn chị lại dắt chị đi lần nữa, Y chang luôn em, y chang luôn vậy đó. Bắt được tại trận luôn. Khi xong chị nói thôi chị cũng làm rất lẻ luôn mà. Chị nói làm rất lẻ để chị quyết định chị ly hôn. Chị biết đơn nhiều lần rồi mà ông cứ xé, ông không chấp nhận. Tại vì mình nghĩ là giờ có thể là mình mạnh mẽ để mình nuôi con mình rồi 10 năm. Chị chấp nhận chị sống 10 năm như vậy để cho con khôn lớn, con khôn lớn. Ai vậy càng ngày anh cứ càng xa đọa vô như vậy luôn. Chị quyết định ly hôn. Ly hôn thì anh cũng năn nỉ. Cuối cùng là người bà con ở quê Bình Định em, anh ta về Bình Định, anh ta dắt cái người bạn gái đó về Bình Định, về quê luôn, dắt cái bạn gái đó đang có bầu về quê để nói với ba mẹ là chấp nhận cái bào thai này với ổng. Cái người hàng xóm mới biết chị, mà ai cũng biết tính tình chị hết trơn luôn. Cái mới điện chị: ê mày, mày về đây mày coi này, thằng chồng mày còn dắt gái về tới dưới này luôn á. Thì xong chị mới bỏ con, bỏ công việc, bỏ gia đình đó, chị mới bắt xe chị về. Chị về chị bắt được tại trận luôn. Chị đưa tờ đơn ra. Cái bên gia đình ổng ấy là chị là con dâu bất hiếu, con dâu mất dạy này kia. Chị nói: ủa con cưới hỏi đàng hoàng mà, con lên xe hoa con cưới hỏi đàng hoàng, không phải tự đâu ngoài đường con về nhà má rồi con bắt hoàng làm họ đâu mà, con đã mất dạy gì đâu mà má cho con mất dạy. Cái xong ý là gia đình bên nội quê quá không biết làm sao nữa, được cứ nói qua nói lại cái đánh chị luôn. Đánh chị chịu chấp nhận, đánh mà, đánh đi cứ đánh, nhưng mà ký vô tờ đơn cho chị. Chị mới dắt con chị về, chị mới dắt con chị. Cái lúc đó anh ta cũng xỉn xỉn rồi nữa, rồi anh ta quyết định em. Chị nói giờ lựa một trong hai, anh cứ lựa. Cái tình thương, tình cảm không bao giờ chia đôi được, trái tim là anh tự chọn. Khi anh ta mới mở lời, anh ta chọn cái người phụ nữ đang có bầu, nó sợ họ phá thai gì, có vấn đề gì đó, chọn người đó. Mà cái liền chị đưa tờ đơn, anh ta ký liền là chị dắt con chị đi luôn. Tới giờ đó chị không lấy một cái gì hết luôn. Ra tòa vẫn bình thường, chị không lấy một cái gì hết. Chị nói chị sẽ nuôi con tất cả. Rồi, từ hồi đó là năm 2008 em, giờ là cũng mười mấy năm rồi đấy. Mười mấy năm không liên lạc luôn, mà chị cũng không qua lại luôn, không liên lạc luôn. Năm 2018 chị mới cho con chị về thăm nội. Dạ rồi. Bây giờ là giờ tụi con khôn lớn hết rồi, mẹ không có ràng buộc ai hết. Mẹ không phải như mẹ người ta nữa. Mẹ hận bên nội, mẹ không cho tụi con về gặp nội cũng không phải. Mẹ không phải là hẹp hòi như vậy. Giờ tụi con thích về nội, tụi con khôn lớn rồi. Tại vì ngày xưa mẹ dắt tụi con về ngoại là nội con nói một câu như vậy: ba mẹ con mày ra đường sống chết đường thôi chứ không có sống nội đâu. Giờ tụi con khôn lớn hết rồi, mẹ cho tụi con cơ hội về thăm ông bà nội coi thử mẹ chết chưa hay là con chết chưa nha. Bắt đầu chị mới cho các con chị một chuyến về quê ăn Tết bên nội, về 3 ngày 4 ngày. Thấy hồi mà con này con nhỏ như vậy này. Tới lúc mười mấy năm trời, con thì nó lớn quá trời lớn luôn, 1m7 mấy, 1m8 luôn, lớn trời quá lớn luôn. Về con chị nói một câu vậy: nội mẹ vì tụi con sống bình thường chưa chết nội ạ. Giờ tụi con về thăm nội. Nó nói câu vậy. Cái xong cái nội cũng nói dù gì cũng máu mủ nội này kia nọ thôi, này kia ý là như vậy. Cái xong cái cháu nó mới điện như chị nói thì con cứ chơi. Nói chung bên chồng họ nội hỏi ai tới mẹ, con quyết định không bao giờ trả lời, cứ nói là mẹ con sống bình thường để cho mẹ sống con yên ổn, đừng hỏi gì tới mẹ con hết. Rồi, ok chị, coi như là cái đó là cái quá khứ chuyện cũ đã qua rồi ha. Mình coi như là mình mở ra một cái trang mới đi ha chị ha. Cũng mười mấy năm rồi. Thì mười mấy năm rồi con chị nó khôn lớn rồi, con chị nó tự lập hết rồi. Chị mới buông thả con chị ra, chị mới quyết định lo cái cuộc sống tương lai dài của tuổi già. Cho nên chị mới lên hẹn hò nhờ tụi em giúp đỡ. Dạ rồi, vậy bây giờ chị mong muốn bạn trai chị như thế nào? Cho em cái ngoại hình nhé. Chị cũng mong một người đàn ông chị cuối đời là công việc ổn định, có chỗ ở ổn định, rồi biết thương yêu chị, tại vì là chị thiếu tình thương nhiều. Biết thương yêu vợ con, nói chung là con mình, con chị cũng như con ảnh cũng như con chị. Mình không có lo cho con cái, mình cứ đưa cái tình cảm, tình yêu thương cho con cháu vậy thôi. Còn anh ta thì cao, tại vì chị cao 1m61, chị phải chọn người cao khoảng 1m70 trở lên em. Người nam, không người Trung, không người Bắc. Chị sợ rồi. Không gì chị, không người miền Trung, không người miền Trung, không người Bắc, chỉ có người miền Nam hoặc là người vùng trên cao nguyên quê hương chị. Chị miền Nam. Rồi. Ok, ngoại hình là phải 1m70 đúng không? Còn tuổi thì khá lớn một chút xíu. Chị thích người đàn ông tuổi lớn, họ mới biết chia sẻ, họ mới biết chăm lo mình. Nếu còn tuổi ngang tuổi chị cũng không ưng nữa, tại vì chị thích người lớn tuổi, họ chững chạc hơn nhiều em. Người đó độc thân, chắc chắn là độc thân rồi. Ai yêu đây cũng là độc thân à. Nhưng mà có con cái này nọ được không? Thì con cái chấp nhận rồi, tại vì chị cũng có con mà, thì tất nhiên phải có con. Anh ta cũng mới có trách nhiệm về con anh ta, cũng giống như chị có trách nhiệm về con chị. Nếu mà hai người hòa hợp nhau rồi thì giữa con chúng ta đều là con của mình hết. Con của chị cũng con giống con của ảnh, mà con của ảnh cũng giống con của chị. Mình phải hòa hợp với một gia đình. Dạ rồi, ok. Rồi, đây chỉ là một buổi casting thôi. Thì nếu mà chị lựa chọn vào chương trình đó, chị sẽ có một việc như chị